ngày bà nội mừng thọ, có người xách cái xô đến nhà mượn 7 hạt gạo. Bác cả sợ đen đủi nên mắng cho hắn một trận. Bà nội lại vào nhà lấy 7 hạt gạo rồi đuổi theo kẻ đó, không bao giờ quay lại. Bác cả khóc lóc nói là người mượn gạo đã lấy đi mạng của bà. Người nhà đã tìm 3 ngày, sống không thấy người, chết không thấy xác. Bà Sáu trong làng nói, bà nội không còn ở dương thế, lại không thể chôn cất tử tế. Mấy người họ bối chúng tôi sẽ phải bị trừng trị. Bác cả sợ hãi, nhờ bà Sáu giúp đỡ tìm xác. Bà Sáu sống ở cuối thôn, là người tôi sợ nhất lúc 8 tuổi, bởi vì mọi người đều nói bà là người chết sống, có thể nói chuyện với ma quỷ. Bà Sáu cầm chiếc khăn bà nội thường dùng, sau một hồi tụng niệm, nói lớn một tiếng, lên. Chỉ thấy chiếc khăn từ từ rơi trên lu gạo ở trong nhà. Bác cả kích động, nhào đến lu gạo. Tôi biết ngay mà, là tên mượn gạo kia đã hại chết mẹ tôi. Bà Sáu thần sắc không thay đổi, nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt bà ấy nhìn về phía bác cả có chút kỳ quái. Mượn gạo tương đương với mượn mạng. Anh nói mẹ anh đã lấy 7 hạt gạo rồi đuổi theo sao? Bác cả mắt đỏ ngầu gật đầu. Của Cam nhỏ cũng ở đấy, con bé cũng nhìn thấy, của Cam nhỏ. Người đó trông như thế nào? Mọi người có mặt đều nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt, có hơi lắp bắp cháu. Cháu chơi đất ở cửa, không thấy người đó trông thế nào. Chỉ là trên người hắn luôn nhỏ giọt, lại còn có một mùi cá hôi thối. Mùi cá thối, bà Sáu cúi đầu bấm ngón tay tính toán. Sau đó chạy về phía ao ở lối vào làng. Mọi người phản ứng lại, bà Sáu em là đoán được vị trí của bà nội rồi. Bà Sáu dừng lại bên ao nước ở lối vào làng. Đi tìm người vớt xác đi. Chính là trong ao nước này. Ao nước không sâu, nhưng đã tìm hai người vớt xác trong thị trấn đều không dám xuống nước. Đều nói ao nước ở làng Trần Đường tà ma. Bảo nhà chúng tôi đến thị trấn thuê máy móc hút nước đi, đi đi. Mẹ anh đang đứng trong ao nước với đôi mắt mở to đấy. Một ngày không ra khỏi ao nước này, nhà các anh sẽ một ngày không có bình an. Buổi tối, bác cả tập hợp mọi người lại với nhau. Mọi người cũng đều biết tình hình, tìm người chặn nguồn nước vào ao, cộng thêm việc thuê máy móc hút nước để vớt xác. Phải hơn 2.000 tệ. Số tiền này phải ba nhà chúng ta góp. Bác dâu hừ một tiếng, bà lão chết tiệt. Chết cũng còn không yên. Em không có tiền, em chỉ có một mình. Bình thường đều là mẹ tiết tế cho em. Em đâu có tiền. Dáng vẻ sống không quan tâm của chú ba làm bác cả tức giận. Đó là mẹ của chúng ta. Tại sao mày lại vô tâm như vậy? Lương tâm gì chứ? Đó là mẹ chúng ta. Tôi không sợ. Các người sợ thì tự bỏ tiền ra. Tranh luận một hồi, hậm hực giải tán. Tôi không ngủ ngon vào ban đêm, luôn cảm thấy trong nhà có mùi cá thối. Của Cam nhỏ, dậy đi. Bác cả con có chuyện rồi, chúng ta cũng qua đó. Tôi bị mẹ đánh thức. Trời vẫn chưa sáng, mùi cá hôi thối ở ngay mỗi ngày càng nồng hơn. Mẹ, con ngửi thấy mùi cá thối trên người mượn gạo hôm đó. Gặp ác mộng hả? Mau dậy đi, bác cả con không xong rồi. Bà Sáu bảo chúng ta đều qua đó. Bác cả chết rồi. Đầu chúc xuống trong thùng gạo nhà bà nội. Tôi lén nhìn trộm thông qua khe hở của người lớn. Trong lu gạo đều là máu, những hạt gạo đỏ tươi dính đầy trên đầu bác cả. Gạo chính là mạng. Mẹ các người em là muốn trở về, chặn thi thành sát. Đinh thi tiến môn, mau đi vớt xác ra đi. Đinh thi 7 ngày, toàn gia tử tuyệt. Bà Sáu nói, sát khí của bà nội sẽ ngày một nặng hơn. Lúc trước chỉ là làm người nhà bị thương, bây giờ đã có thể rớt chết bác cả rồi. Mặt chú ba trắng bệch. Trời sáng tôi sẽ đến thị trấn thuê máy móc. Thuê thêm máy móc, hút sạch nước trước buổi trưa, nếu không tối nay sẽ có người chết. Tôi sẽ chuẩn bị vài thứ trước. Cứ như vậy, ngày thứ năm bà nội mất tích, dần dần xuất hiện trong tiếng gầm của máy móc. Bà nội đang đứng bất động giữa ao nước, trên người còn mặc bộ quần áo mới mua để mặc ngày mừng thọ. Người vớt xác tiến lên trước, thắp hương dẫn xác. Nhưng trong mùa hè nóng bức này, đổi mấy cái bật lửa cũng không thắp được hương. Bà Sáu đứng ở bên ao nước, thần sắc càng lúc nghiêm trọng. Của Cam nhỏ, cháu có thực sự nhìn thấy người mượn gạo không? Tôi sững người, gật gật đầu, nhìn thấy, xách một cái xô. Trong xô có cái gì? Có ốc đồng. Sau khi tôi thốt ra miệng liền lại sững người. Sao tôi biết có ốc đồng? Bà Sáu cũng không hỏi thêm, bởi vì người vớt xác mời sư phụ của mình xuống núi. Cuối cùng cũng đưa thi thể của bà nội lên bờ, đặt vào quan tài đã chuẩn bị sẵn. Cô trẻ làm theo yêu cầu của bà Sáu, trói một con chuột, hai con thỏ, ba con gà trống, bốn con chó đen đã được chuẩn bị bên cạnh chiếc quan tài. Bà Sáu trộn máu của những con vật này bôi bên ngoài quan tài của bà nội. Một chuột váng, hai thỏ vong, ba gà gáy, bốn chó sủa. Cuối cùng, bà Sáu lại dùng những chiếc đinh dài nhuốm máu đóng đinh xác những con vật đó lên quan tài của bà nội. Tiếng đinh đóng vang liên tiếp, tôi cảm thấy những âm thanh đó vang bên tai tôi, khiến tôi hơi khó chịu. Tối nay chôn anh cả bên cạnh mẹ các ngươi. Bác dâu có chút không hài lòng. Bà Sáu, ông chồng nhà tôi chết thảm như vậy,
Tại sao phải chôn vào ban đêm? Lỡ như ảnh hưởng đến vận thế sau này của con trai tôi thì sao? Vận thế, có thể sống sót đã rồi, hắn nói. Chú ba sắc mặt ủ rũ nhìn dân làng đang đứng xen xung quanh. Bà Sáu, chuyện mẹ tôi, có thể nhìn ra là ai gây ra không? Có một đống vỏ ốc dưới lòng bàn chân của mẹ anh. Kẻ xách xô đi mượn gạo này em không phải là người. Bà nội chất đứng nạn sát, đại bá lại chất thẳng trong lu. Chú ba tốn chút tiền mới tìm được người khiêng quan tài, nhưng đến thời gian đã được bà Sáu tính toán, 12 người tráng kiện cũng không nhấc nổi quan tài của bà nội. Chỉ thấy quan tài từ từ thấm nước ra ngoài. Trong sân ngập ngụa mùi cá thối nồng nặc. Bà Sáu sắc mặt thay đổi. Đêm mùa hè, tiếng ve sầu và ánh trăng khiến cho ao nước được bao quanh bởi bóng cây bớt chút kinh dị. Nhưng đến khi nhìn thấy giữa ao nước, mọi người lại hoảng sợ lùi lại dưới ánh trăng lạnh lẽo. Bà nội đáng lẽ phải ở trong quan tài lại đang trừng mắt đứng bất động ở giữa ao nước. Bà Sáu rõ ràng cũng bị dạ rồi, liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Thành sát rồi, thành sát rồi. Chú ba có vẻ rất tức giận, xách theo một con dao dựa lội xuống nước đi về phía bà nội. Con mẹ nó, tao liều mạng với ngươi, chém chết mày, xem mày rớt tao thế nào. Nhưng khi chú ba đến gần bà nội, tốc độ chậm lại một cách quỷ dị, sau đó lại chúi đầu xuống nước dưới chân bà nội. Cô trẻ cầu cứu những người xung quanh. Hãy cứu anh trai tôi. Anh ba, anh ngẩng đầu lên đi. Nhưng không ai dám qua đó. Mọi người trơ mắt nhìn đầu chú ba chúc súng chết đuối trong hồ nước không cao bằng bắp chân. Bà Sáu sắc mặt nghiêm trọng, ban ngày lại xử lý. Còn thời gian 2 ngày nữa, các người đều cẩn thận nhé. Bác dâu nhìn hồ nước sắc mặt nhợt nhạt, đám người khiêng quan tài kia sớm đã bỏ đi rồi. Bên hồ nước chỉ còn lại gia đình chúng tôi và bà Sáu. Anh họ cầm đèn pin chiếu về phía mặt nước. Bên cạnh bà nội, thi thể của chú ba đang đứng chúc đầu ở đó. Lão nhị nhà các người rốt cuộc còn sống hay đã chết? Dưới ánh trăng, mặt của bà Sáu có chút đáng sợ. Lần trước tôi hỏi lão đại, anh ta nói lão nhị cãi nhau với vợ rồi bỏ nhà ra đi đã 7 năm rồi. Cô trẻ bật khóc. Anh hai chắc chắn là chết rồi. Sớm đã chết từ 7 năm trước. Bác dâu đứng bên cạnh, hừ lên một tiếng, đừng nói nhảm. Mẹ tôi đột nhiên phát điên lên, cô nói bừa. Bố quả của căm nhỏ chưa chết. Chưa chết, tháng trước anh ấy còn viết thư cho tôi nữa. Tôi không nhớ dáng vẻ của cha tôi, nhưng trong làng có người nói bố tôi đi theo một quả phụ ở làng bên cạnh. Cũng có người nói bố tôi đang ở trong tù. Anh họ rậm rậm chân, giờ là lúc nào rồi? Đây là việc chết người. Mọi người đều nói những gì mình biết đi. Bà Sáu thở dài, lấy ra 5 cái chuông từ trong túi, chia cho bác dâu cả, anh họ, cô trẻ, tôi và mẹ, các người về trước đi. Chiếc chuông này bắt buộc phải mang theo bên mình. Ít nhất có thể đảm bảo tối nay các người không sao. Người vay gạo này, nếu đúng là lão nhị, với anh ta chắc chắn là chết oan. Hơn nữa 7 năm không ai thờ cúng. Toán khi này tôi không nhất định có thể giải được. Ánh mắt bà Sáu nhìn mẹ tôi kèm theo sự thương hại, các người không nói sự thật. Đến đêm thứ 7 kia, không ai có thể cứu nổi các người. Bác dâu cả có chút hoảng sợ, nhưng vẫn kiên định, những việc này chúng tôi thật sự không biết. Lão nhị lúc đó đã cãi nhau to với vợ. Về sau tôi không còn gặp lại nữa. Ai biết cậu ta còn sống hay đã chết. Ngược lại, vợ lão nhị luôn nói rằng lão nhị đã viết thư về. Bà Lục quay sang hỏi mẹ tôi, vì sao hai người cãi nhau. Phải một lúc mẹ tôi mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn, hôm đó trời mưa, anh ấy xách cái xô đòi đi mỏ ốc. Tôi không để anh ấy đi, tại sao không để anh ta đi? Bởi vì sáng hôm đó, tôi nấu cơm chưa chín. Củi cháy rất mạnh, nhưng gạo từng hạt một, đứng bất động trong nồi. Giống như mẹ và chú ba vậy. Các người xem. Cái nồi lớn như vậy, mới có 2 hạt gạo. Này sao đủ ăn chứ? Nói rồi, mẹ tôi lại đẩy cô trẻ về phía ao nước. Cô cũng vào đi. Lại đẩy bác dâu cả vào. Cả cô nữa, hạt gạo mập mạp rất ngon. Mẹ tôi điên rồi, mẹ bị chó trong sân. Trong miệng không ngừng nói nhảm. Anh họ quỳ bên cạnh quan tài đốt giấy. Bác dâu cả và cô trẻ sờ chiếc chuông mà bà Sáu đưa không biết đang nghĩ cái gì. Cho đến khi có tiếng gà gáy, vẻ mặt của mọi người mới thả lỏng hơn một chút. Bác dâu cả bảo cô trẻ mau đi nấu cháo. Ăn sáng xong còn phải đến ao nước thu xếp vớt xác. Nhưng cô trẻ ở trong bếp mãi không ra. Bác dâu cả đi về phía nhà bếp. Cô đến nồi cháo cũng không nấu được sao? Nhanh lên, nếu không không kịp chưa vớt xác rồi. Cô trẻ mặt trắng bệch đứng trước bếp chị dâu. Chị nhìn gạo trong nồi này. Hạt gạo đứng thẳng bất động trong nồi. Giống hệt như xác chất đứng trong ao nước. Bác dâu cả hét lớn, mau đi gọi bà Sáu đến. Mau đi, không phải nhị tẩu tối qua nói, gạo nấu không chín. Không được ra ngoài sao? Bác dâu cả nhìn cô trẻ một cái, quay đầu nhìn tôi trìu mến, của cam nhỏ.
những điều mẹ con nói đều là điên rồ. Con đi gọi bà Sáu đến. Sau này, tất cả những cuốn sách trong phòng của anh họ đều tặng con. Bên cây cột, mẹ tôi cũng nhìn chằm chằm chúng tôi. Cười tuê tét, nhìn chằm chằm với con người đen kịt, có hơi đáng sợ. Cô trẻ không biết nghĩ đến cái gì. Múc một bát cháo chưa chín bê ra cho mẹ tôi. Nhị tẩu, chị nếm thử xem cháo này đã chín chưa. Anh họ đang quỳ đốt giấy cũng nhìn sang. Mẹ tôi dưới ánh mắt của mấy người, đập bát cháo đó về phía quan tài của bác cả ở cách đó không xa. Gạo sống là người chết ăn. Tôi không ăn. Anh họ đột nhiên đứng dậy. Bởi vì chỗ quan tài bị đập từ nứt ra một cái lỗ. Lúc này, cô trẻ cũng bắt đầu sợ hãi. Của cam nhỏ, mau đi gọi bà Sáu. Mẹ vẫn đang nói nhảm. Nói cái gì mà gạo nấu không chín không được ra ngoài. Tôi cầm chiếc chuông và đứng bên cạnh mẹ tôi. Cháu không đi, mẹ cháu không cho đi. Mặc dù sự cám dỗ của sách là rất lớn, nhưng tôi tin mẹ tôi. Hơn nữa cái chết của bác cả và chú ba đã kích lớn đến tôi. Tôi không dám ra ngoài một mình, kể cả là ban ngày. Trong yên tĩnh, khiến cho âm thanh quan tài nứt ra vô cùng lớn. Anh họ đang đứng sững phía trước quan tài. Tiếng gọi của bác dâu, anh ta dường như hoàn toàn không nghe thấy. Được rồi, khi anh còn sống tôi đã không có cuộc sống tốt. Chết rồi còn muốn giày vào còn tôi. Cút đi, bác dâu sợ hãi tức giận. Ném chuông trong tay về phía quan tài. Không biết đập cái gì, ông có gì thì nhắm vào tôi. Đừng đụng con trai tôi. Bác dâu cả vừa la vừa mắng đi về phía quan tài. Đập chiếc chuông lên trên quan tài, bốc ra một chút khói đen. Cho đến khi bác dâu cả lôi sành sịnh anh họ đến chỗ cách xa quan tài. Bà ấy mới ngã phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết. Anh họ sắc mặt trắng bệch, giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Có tiếng gõ cửa. Người đến không phải bà Sáu, mà là một ông lão người đầy bụi bặm. Cô trẻ mở miệng trước hỏi ông ấy có việc gì. Nhưng người đấy lại lẳng lặng đi thẳng đến quan tài của bác cả. Chỉ thở dài một hơi, tôi đã đến muộn rồi. Sau đó, người đó liền nói đại khái chuyện 6 ngày vừa qua của nhà tôi, các người sai rồi. Xác chất đứng mở mắt dưới nước, cần làm tiêu tan oán khí. Đến khi thi thể nhắm mắt, mới có thể vớt xác nhập quan hạ táng, là thứ nhất. Thứ hai, chiếc chuông mà 5 người các người cầm gọi là trung oán. 5 điểm thành trận, trận thành sát suất. May mà các người chỉ lấy một bát. Nếu ở lại thêm một đêm với cái quan tài này, người bên trong này sẽ hóa xác. Không ai có thể cứu các người. Chiếc chuông của bác dâu cả rơi bên cạnh quan tài. Bà ấy vốn còn đang do dự có nên đi nhặt hay không. Bây giờ lại thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã nói bà Sáu không được. Nhà chúng ta người thì chết người thì điên. Chú ba còn bỏ mạng trước mặt bà Sáu. Bà ta cũng không cứu được. Bác dâu cả vội vàng tiến lên. Cao nhân, ông nói chúng tôi phải làm gì? Cô trẻ cau mày lại. Chị dâu, người này có thể đã nghe nói chuyện gia đình chúng ta đến để lừa đảo. Vẫn là bà Sáu đáng tin hơn. Tôi là Trần Ký Sơn mời tới. Người ông lão nói là tên của bác cả. Nhưng bác cả đã chết rồi. Bác dâu cả xứng người. Rồi vỗ tay, tôi nhớ ra rồi. Ông chồng tôi của thực đã nói sẽ mời một cao nhân đến đây. Anh ta rất sợ chết. Anh họ cũng định thần lại. Vậy bà Sáu là muốn hại chúng ta sao? Tôi vừa thấy bố tôi ngồi dậy. Đó là lý do tại sao quan tài bị nứt. Ông lão đưa tay, ra hiệu chúng tôi đưa chuông cho ông ấy. Yên tâm, lấy chuông đi là không sao. Khi cha anh chưa thành hỏa, tôi vẫn có thể bảo vệ được mạng mấy người. Ông lão quay đầu sang nói với anh họ. Chỉ là bà của anh hơi khó xử lý. Xác chết đã ra nước, oán khí khó tiêu tan, chỉ có thể trấn áp. Các người chuẩn bị những vật mà người chết hay dùng để làm phép trấn áp. Người mượn gạo là người hay ma đều không quan trọng. Bày hạt gạo, là người thì là mượn 7 năm dương thọ. Là quỷ thì mượn 7 ngày để trả ngày dương. Vì vậy gốc rễ nằm ở oán khí của xác chết chưa tiêu tan, mới gây họa cho hậu thế. Lời nói của ông lão khiến cô trẻ do dự một lúc, rồi đưa cái chuông cho ông lão. Lúc này, mẹ đã lấy chuông của tôi. Sau đó dẫm mạnh lên, thứ đồ xấu xa, xấu xa. Xấu xa, bác dâu cả hoảng sợ, cao nhân. Thế này, ông lão khô khô tay, không sao, hủy hoại sẽ không sao cả. Ban ngày sẽ không có chuyện, xác chết kia. Hôm nay cũng không vớt được. Các người tạm thời xem bà Sáu muốn làm gì, thì cứ hợp tác. Chỉ là những thứ bà ta đưa đừng có cầm, ông lão nói. Chuyện phức tạp hơn ông ta nghĩ. Cần chuẩn bị trước một lượt. Nhưng tối nay sẽ đến trong trường chúng tôi. Bác dâu cả thấy ông lão sắp đi. Vậy gạo chưa nấu chín, chúng tôi có thể ra ngoài không? Ông lão đơ người một lúc, lại đi theo bác gái vào bếp. Sau cuộc gặp này, khi mọi người nhìn thấy bà Sáu ở bên ao nước, đều có chút không tự nhiên. Người vớt xác đang thắp hương. Bà Sáu đứng ở một bên sắc mặt u ám. Ban ngày, hải xác chết trong nước trông càng đáng sợ hơn. Bà nội trừng to mắt như thể đang nhìn đám người bên hồ nước. Còn chú ba đầu trúc xuống dưới. Dưới ánh mặt trời, mọi người mới nhìn rõ đầu của chú là đang đứng trong một cái xô cũ nát. Cô trẻ run lẩy bẩy hỏi bác dâu cả. Nhị tẩu trước đây có phải nói là anh hai ra ngoài là xách theo chiếc xô đi mò ốc.
Bác dâu cả cũng sợ hãi, quay sang mẹ tôi bị chói tay, nhị tẩu cô bị điên rồi. Lời cô ta nói mà cô cũng tin, mẹ tôi giống như nhìn thấy thứ gì đó buồn cười. Cứ cười khúc khích không ngừng, chỉ vào chú ba. Thật là một con ốc lớn. Bố của Cam nhỏ, anh thật là giỏi. Con ốc lớn như vậy chúng ta có thể ăn được cả tháng rồi. Ba Sáu chỉ nhìn có mấy cái, không nói gì. Bởi vì người vớt xác đã xuống nước rồi. Trong làng có nhiều người gan dạ cũng quay xem, thấy hương dẫn xác vẫn không thắp được. Đám đông bắt đầu thì thầm bàn tán. Tôi đã nói, nhà họ gặp báo ứng rồi, đúng vậy. Anh nhìn gia đình họ, vốn là hộ gia đình nghèo nhất trong làng. Nhưng 7 năm qua sống tốt thế nào? Gia đình con trai cả không chịu làm việc. Con ngày nào cũng ăn thịt. Con trai út lại còn chơi bời rảnh rỗi. Nhưng lúc nào cũng rượu ngon thuốc ngon. Chắc chắc là đã làm chuyện ác, chiếm đoạt tiền của người khác. Bây giờ người thì chết người thì điên. Đáng đời, người xem xung quanh càng nói càng khó nghe. Nhưng chúng tôi cũng không có tâm trí so đo. Bởi vì người vớt xác giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ vậy. Vội vàng rời khỏi áo nước. Bà Sáu, công việc này chúng tôi không nhận được. Xin lỗi, bà Sáu sắc mặt khó coi. Các anh nhận công việc này thì phải vớt lên được. Đó là quy tắc. Không phải chúng tôi phá quy tắc. Các xác chất dựng đứng này chúng tôi cũng đã cố vớt. Nhưng toàn thân xác chất nổi đầy ốc chúng tôi không dám động vào. Mặc dù chúng tôi là làm việc cho người chết, nhưng cũng có ba thứ không động, y phục đỏ không mục nát. Xác chết có mùi lạ, xác chết có sinh vật sống. Những con ốc trên xác chết hai mẹ con này vẫn đang động đậy. Chúng tôi không được động vào. Xin lỗi, bà Sáu thở dài một cái. Nếu như trưa ngày mai không tìm được người đồng ý vớt xác đến, chỉ có thể người nhà đi vớt. Cô trẻ và bác dâu cả nhìn nhau, có vẻ đang tán đồng ông lão kia của nhiên liệu sự như thần. Chỉ có tôi nhiều mắt nhìn ra giữa ao nước. Mùi cà thối quen thuộc đó đã dần dần ngập ngụa bên bờ ao nước rồi. Nhưng dường như mọi người đều không ngửi thấy. Ngoại trừ bà Sáu hơi nhíu mày. Sao có thể có nhiều ốc như vậy? Của Cam nhỏ, cháu nói trong xô của người mượn gạo là có ốc. Cháu lại nhìn thấy sao? Không có, nhưng cháu lại biết, ở trong xô là có ốc. Vậy ba của cháu đã đến bày hạt gạo rồi đuổi theo sao? Tôi nhớ kỹ lại. Nhưng chỉ nhớ được bóng lưng bà nội cầm gạo đuổi theo ra ngoài. Tất cả đều là kiếp nạn. Gia đình cháu đang gặp nguy hiểm. Của Cam con, tối nay cháu canh chừng mẹ cháu nhé. Ai gọi cháu cũng đừng có trả lời. Nhất định phải giữ chiếc chuông bên mình. Tôi muốn nói với bà Sáu rằng chuông của tôi đã bị hỏng rồi. Nhưng bác dâu cả liên tục đáp lời, sau đó kéo tôi qua. Quan tài của bác cả vẫn còn để ở trong sân. Cô trẻ đề nghị tất cả chúng tôi trải thảm trong phòng chính. Ở cùng nhau cũng an toàn. Bác dâu thì lại ôm đầu chờ cao nhân đến bảo vệ bà ấy. Cho đến khi tôi mơ màng ngủ thiếp đi bên cạnh mẹ, ông lão cũng không xuất hiện. Trong giấc mơ, tôi cảm thấy như có gì đó nhỏ giọt trên mặt. Lấy tay lau đi, mùi cá hôi thối nồng nặc ập đến, tôi lập tức tỉnh giấc. Ở giữa hai tay bị trói của mẹ nắm một chiếc chuông. Đè ngay lên trước ngực tôi, cô trẻ dựa vào bàn đã ngủ rồi. Bác dâu cả ở bên cạnh cô, anh họ nằm trên chiếu đang kéo gỗ. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng mùi hôi trên mũi tôi vẫn còn đó. Cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay nhắc nhở tôi cảm giác vừa rồi không phải là mơ. Tôi lại nhìn xung quanh một lượt, phát hiện mùi hôi bốc ra từ trên người bác dâu cả đang ngủ. Còn chưa đợi tôi ngồi dậy, cô trẻ đột nhiên tỉnh dậy. Sau đó là tiếng hét chói tai. Cô trẻ ngón tay run rẩy chỉ về phía bác dâu, đại tẩu. Có ma, mẹ tôi cũng bị đánh thức. Nhìn về phía bác dâu cười lớn. Ốc xào lên bàn rồi. Của Cam nhỏ đi ăn thôi, tôi đứng dậy. Lúc này mới nhìn rõ bác dâu đang nằm cả khuôn mặt đều bị ốc bao phủ. Anh họ vừa khóc vừa cười, hét lớn về phía sân. Có bản lĩnh nhằm vào tao đây, nhằm vào tao đây. Cô trẻ nhảy ra khỏi ghế, đi về phía cửa. Ông lão kia lúc này từ ngoài sân đi vào. Ông ta thay quần áo, trông có vẻ hơi giống cao nhân ngoài thế giới. Không phải nói tối nay bảo vệ chúng tôi, mẹ tôi chết rồi. Chết rồi, anh họ kích động. Nằm lấy áo ông lão không buông, tôi để ao nước chấn xác rồi. Cả ba và chú ba của anh đều không ra khỏi áo. Nhưng tôi từ bên này đến, phát hiện trên đường đi đều là ốc và bùn lầy. Ông lão vào nhà kiểm tra thảm cảnh của bác dâu. Lại quay đầu nhìn tôi, chiếc chuông dẫn đường. Chuông của ai vẫn còn, tôi vô thức đứng chắn trước mặt mẹ. Của cháu bị dẫm hỏng rồi, ông lão cau mày nhìn tôi. Sau đó lại nói với anh họ, trong ao nước còn có một xác chết, đã tu thành oan hồn. Cũng là người nhà các ngươi, sắc mặt anh họ thay đổi. Mới kéo cô trẻ lại, cô trẻ, bây giờ người thì chết, người thì điên. Cô nói hết những gì cô biết đi.
Nếu không mọi người thật sự đều sẽ chết. Cô trẻ căn bản không dám vào nhà, chỉ đứng ở cửa, thao thao kể về chuyện của 7 năm trước. Cô ấy nói, xác chết trong áo kia chắc hẳn là bố tôi. Mọi người đều cho rằng anh hai là cãi nhau với chị dâu rồi bỏ nhà ra đi, hoặc là gây chuyện bên ngoài bị bắt đi tù rồi. Anh ấy từ nhỏ đã thích gây chuyện. Nhưng 7 năm trước tôi đã thấy, khi tôi thức dậy vào ban đêm, nhìn thấy anh cả và anh ba đang chặt thịt trong sân. Bọn họ ném thịt vụn vào xô để cho cá ăn. Sau khi họ đi, tôi nhận được một ngón tay trên mặt đất. Cô trẻ nói, hôm đó cô ấy nghe thấy bác và chú ba nói về bố tôi. Nói bố tôi là quá cố chấp, không biết thay đổi. Anh cả nói, nếu không cũng không cần phải rớt lão nhị, khiến mẹ buồn lòng. Cô trẻ cúi đầu, hạ giọng nói xong, bố cháu là bị bác cả và chú ba rớt. Tại sao? Vậy bà thì sao? Bà có biết không? Cô cũng không biết. Cô chỉ nghe thấy một chút thôi, đại tẩu chắc chắn biết rõ tình hình. Ông lão lại thở dài, nếu như là 7 năm trước. Vậy có lẽ tôi biết. 7 năm trước, Trần Kỳ Sơn tìm thấy tôi, nói huynh đệ trong nhà chết bất ngờ. Sợ người già trong nhà buồn, liền xin tôi một cách để che giấu hành tung, để người già trong nhà cho rằng huynh đệ chỉ là đi xa thôi. Thảo nào những năm này, cứ 3 đến 5 hôm mẹ lại tìm bà sáu tìm người, vẫn cứ không tìm được tung tích của bố, hóa ra là để che giấu vết tích giết người. Chẳng trách quẻ tượng dẫn tôi đến đây, là nhân quả của tôi. Ông lão đập vào ngực, có vẻ có hơi hối hận. Ban ngày tôi sẽ lại đi kiểm tra bên dưới xác chất đứng trong ao. Nếu Trần Kỳ Sơn làm theo cách tôi đã đưa ra trước đó để trấn áp huynh đệ mình, có lẽ là không xử lý sạch sẽ xác chết. Những ngày trước mưa lớn chút xuống, cộng thêm 7 năm sói mòn, toàn khí đã phá vỡ trấn áp, mới có thể lên bờ gây loạn. Tôi ngơ ngác lắng nghe họ nói chuyện, trong lòng lại nghĩ, người mượn gạo là cha tôi sao? Vậy sao ông ấy không đến thăm tôi? Tôi ngồi suy nghĩ lung tung đến khi trời sáng. Mẹ tôi không còn cười khúc khích, ngủ một giấc an yên. Hôm nay là ngày thứ 7 bà nội mất, cũng là ngày cuối cùng mà bà sáu nói, nếu không chôn cất tử tế, chúng tôi đều không có đường sống. Sáng sớm, ông lão mang theo những thứ mà anh họ chuẩn bị đi đến bờ ao, đụng mặt với bà sáu. Nếu các ngươi không tin bà lão này, có thể nói trực tiếp, không cần phải tin thêm một tên khốn. Ông lão lại mỉm cười, bà chị, chúng ta là người ngay thẳng không làm việc mờ ám. Việc này bà nhất quyết trì hoãn đến ngày thứ 7. Người họ Trần đều xác chết hết rồi, bà định làm gì? Bà sáu hừ một tiếng, không trả lời. Chấp niệm cực kỳ nặng, lại có thể mượn ốc tụ xác cũng là chuyện lạ. Ông lão nói xong, lại nhìn về phía bà sáu. Em là bà sớm đã tính ra, lão nhị nhà họ Trần ở trong ao nước này phải không? Bà sáu cười lạnh một tiếng, ông già làm người tốt gì chứ? Cách phân xác cho cá ăn này không phải là ông dạy con cả nhà họ Trần sao? Anh họ tiến lên trước, bất kể nguyên nhân là gì. Phiền hai người bắt tay, giúp đỡ xử lý hậu sự cho gia đình. Ông lão quay sang nhìn mẹ tôi, việc này không phải là oan hồn có thể làm được. Còn có người muốn các người chết. Cô trẻ mặt trắng bệch, anh hai muốn báo thù chẳng hẳn không phải là tin tôi đâu. Tôi không biết mà, nhân của có trật tự, hận thù đã chấm dứt, đừng hại người nữa. Ông lão lấy ra những chiếc chuông bà sáu đưa cho mấy người cô trẻ. Bà dùng chuông oán để tụ sát, cũng dùng cái chuông này để dẫn đường cho oan hồn. Em là vì tài sản của nhà họ Trần phải không? Tài sản? Nếu tôi là cần tiền, tự sẽ có cách khác. Hôm nay ông đừng hòng đem xác chết này đi chôn cất. Tôi muốn cả nhà họ Trần bọn họ đều chết. Bà sáu không còn hiền lành nữa, bộ dạng điên cuồng khiến tôi có chút sợ hãi. Cô trẻ tức giận, bà sáu, bà không có thù hận gì với họ Trần chúng tôi. Mấy năm nay bà chuyển đến làng này, mẹ tôi còn thường xuyên phần cơm cho bà. Sao bà có thể lấy oán báo ơn? Ơn? Chi bằng cô đi xuống và hỏi những người anh tốt của cô. 7 năm trước chặt xác là của một hay hai người? Bà sáu nói con trai bà đi ra ngoài 7 năm trước, chưa bao giờ trở về, tài chính cạn kiệt. Ông lão này cũng không phải là người tốt gì. Thế muốn tài sản nhà họ Trần là ông phải không? Bây giờ bọn họ người thì chết, người thì điên. Ông lừa dối nhiều hơn nữa là có thể giàu có suốt đời rồi phải không? Ông lão không thèm để ý bà sáu, lấy ra khăn trùm đầu mà bà nội thường dùng. Sau đó nhìn anh họ, tôi có thể chôn cất người nhà anh tử tế, nhưng những thứ bố anh cất giấu đều phải đưa cho tôi. Anh họ hít sâu lấy hai hơi, tôi không biết ông ấy cất giấu ở đâu. Ông có thể tùy ý tìm kiếm, tìm thấy thì là của ông. Ông lão cười, lại đi xuống nước, buộc khăn trùm đầu vào mắt của bà nội. Sau đó lại niệm mấy câu với xác của bà nội và chú ba. Sau đó kéo nhẹ một cái, hai cái thi thể kia lại từ từ nằm phẳng trên mặt nước. Ông lão quay đầu đi về phía bờ ao. Thi thể và cái xô kia cũng trôi theo. Bà sau thấy vậy cười lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Cô trẻ muốn chặn lại, bà hại chết nhiều người nhà tôi như vậy, không thể bỏ qua như vậy. Tôi không có làm gì cả.
Kẻ mượn gạo là anh hai cô, giết người báo thù cũng là anh ta. Tôi chẳng qua là không đủ năng lực, không thể ngăn cản oan hồn tác quái mà thôi. Ánh mắt bà Sáu nhìn tôi khi rời đi dường như có ý gì đấy. Tôi nhìn mẹ tôi đứng bên cạnh. Mẹ, con hơi sợ hãi. Mẹ đưa tay ra nắm tay tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tôi như thường lệ. Ông lão thuận lợi đưa thi thể nhập quan. Trong sân đặt 5 chiếc quan tài. Trong chiếc quan tài của bố tôi đặt chiếc xô đó. Trong xô đấy ốc đồng. Anh họ đốt giấy đến tê cả người. Cô trẻ cùng với ông lão lục tung nhà tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm thấy mấy cái bình hoa sứ dưới giường bà nội. Ông lão hai mắt phát sáng. Sau khi cất đồ xong, liền trở nên năng nổ làm việc. Lần này không xảy ra sự cố nào cả. Anh họ và cô trẻ quỳ trước mấy đống đất. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc. Sau này sẽ không có chuyện gì chứ? Ông già nói không có. Tất cả đã xử lý xong rồi. Còn về cậu con trai mà bà lão kia nói, không có vật liên thân, tôi cũng đã trấn áp lại rồi. Tối nay tôi sẽ trông chừng, yên tâm. Mặc dù ông lão nói như vậy, nhưng tôi biết tối nay sẽ còn xảy ra chuyện. Bởi vì tôi luôn biết rằng người mượn gạo là bố tôi. Kẻ giết người cũng vậy. Hôm đó tôi đã nhìn thấy rồi, khuôn mặt đó lấp đầy ốc đồng. Nhưng tôi biết ông ấy là bố tôi. Sau đó ông ấy lén đến thăm mẹ. Tôi đều biết ông ấy thật ngốc. Mỗi lần đều không giấu được mùi cá hôi thối của mình. Khi bác cả chớp, bố tôi đang cố lau bùn dưới chân mình, nhưng càng lau càng nhiều. Khi chú ba xông về phía thi thể bà nội, là bố tôi khiến chú ấy mò ốc. Cho nên tôi sớm đã biết kẻ giết người là bố tôi. Nhưng tôi không muốn nói với họ. Lời bà Sáu và ông lão nói, tôi đều không tin. Trách nhiệm của bố tôi không phải là chiếc xô đó, cũng không phải là ốc đồng gì. Trách nhiệm của ông ấy là mẹ tôi. Giống như bây giờ, cho dù ông lão đã xử lý xong rồi, nhưng tôi biết bố tôi vẫn ở đây. Cho dù tôi không nhìn thấy, nhưng mùi cá hôi thối đó vẫn còn quanh quẩn bên người mẹ tôi. Tôi không biết tối nay bố sẽ đưa ai đi. Có lẽ ông ấy chỉ là tận dụng cơ hội cuối cùng để gặp mẹ tôi. Bà Sáu đến tìm tôi lúc chiều tối. Cha cháu mượn gạo, sau đêm hôm nay là sẽ biến mất. Trừ khi anh ta mượn gạo một lần nữa. Bà Sáu nói, ốc đồng đắp lên người là bà ấy dạy cho bố tôi. Con trai tôi cũng không phải là người tốt gì. Số tiền đó cũng là nó trộm cướp mà có. Nhưng mấy người bác cả cháu không nên không để lại chút tâm niệm nào cho ta. Con trai bà Sáu bị băm nhỏ cho cá ăn. Nước rửa trôi không còn dấu vết nữa. Ngay cả cơ hội đắp thân mượn mạng cũng không có. Mùi cá hôi thối từ từ lan ra. Tôi biết bố cũng đã nghe lời bà Sáu nói. Bà Sáu đi rồi. Bà nói thù lớn phải báo. Tiếp theo thì đi đến đâu thì sống đến đó. Của cam nhỏ, cháu hãy nhớ. Con người còn đáng sợ hơn cả ma. Tôi hy vọng bố có thể mượn gạo một lần nữa. Chỉ là ai sẽ cho ông ấy mượn. Trời dần tối rồi. Trong sân ngập mùi cá hôi thối. Nhưng hình như chỉ có tôi mới ngửi thấy. Cửa sân từ từ mở ra. Mẹ tôi đang ngồi bên tường đột nhiên đứng lên. Nhưng không có gì ngoài cửa. Mẹ đột nhiên khóc. Sao lại ngốc như vậy? Có thể mượn tôi mà. Tôi cho mượn. Mùi cá hôi trong không khí dần dần biến mất. Cho đến khi biến mất, tôi hiểu ra. Bố đi rồi. Cứ như vậy, thức đến trời sáng. Cô trẻ phát điên rồi. Cút đi, cút. Trên người các ngươi đều là ốc đồng. Các ngươi đừng đụng vào tôi. Tôi đoán, cô ấy đã nhìn thấy bố tôi. Ông lão không bao giờ xuất hiện. May mà sau này không có chuyện quái lạ gì xảy ra nữa. Cô trẻ đôi khi tỉnh táo, đôi khi hóa điên. Mẹ tôi lại hồi phục thần trí một cách thần kỳ. Mẹ muốn đưa tôi rời khỏi đây. Trước khi đi đã tìm anh họ. Anh họ nói sau này anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô trẻ. Thím hai, sự thù hận của đời trước đã kết thúc rồi. Sau này hai người đừng quay lại nữa. Cháu sẽ canh giữ nơi này. Chuộc tội cho bố cháu. Lần nữa nhận được tin của anh họ là 10 năm sau. Anh ấy chuyển một khoản tiền lớn cho mẹ tôi. Nói là ở làng sửa đường. Khi anh ấy di chuyển ngôi mộ, trong chiếc quan tài của bố tôi tìm thấy bình hoa sứ mà ông lão lấy đi. Mấy năm qua chúng tôi chưa từng nhắc đến chuyện làng chân đường. Đôi khi, tôi tự hỏi, những chuyện ma quỷ thời thơ ấu, có phải là cơn ác mộng tôi từng gặp không? Thức dậy liền niêm phong trong ký ức như là chuyện có thật. Mẹ tôi xem tin nhắn của anh họ, lại thở dài một cái, của cam nhỏ. Dáng vẻ đó, con có sợ không? Tôi đơ người một lúc mới phản ứng lại. Thứ mẹ tôi nói là dáng vẻ bố tôi khắp người đầy ốc đồng. Không sợ, người còn đáng sợ hơn ma nhiều. Tôi lặp lại lời bà Sáu nói khi bà ấy rời đi. Thực sự mẹ đều mong chờ một ngày nào đó bố con sẽ trở lại. Cho nên khi bà Sáu nói với mẹ là bố con đã chết, hơn nữa còn là anh em hại chết, mẹ hận không thể tự tay rớt chết bác cả. Nhưng mẹ không dám ra tay dễ dàng. Mẹ không sợ chết. Mẹ không thể bỏ con lại. Mấy năm nay mẹ đã nghi ngờ, nhưng chỉ luôn giữ trong lòng. Lần đầu tiên mẹ nói với tôi điều này. Nói về bố tôi, mắt mẹ lại đỏ rồi. Bà Sáu nói với mẹ, có thể giúp mẹ báo thù. Nhưng nếu như bố con mất đi thần trí,
có thể rớt cả hai chúng ta. Lúc đó mẹ nghĩ, bố con sẽ không đâu, cho dù biến thành oan hồn, ông ấy cũng sẽ nhận ra chúng ta. Mẹ nhẹ nhàng cười, đưa tay ra vỗ vỗ tôi, sau này, hai mẹ con chúng ta phải sống tốt cả phần của bố con. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.